Ok thì xin chào tất cả anh em trên kênh kiếm tiền online của mình và những tôi đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một nền tảng giúp anh em có thể kiếm được tiền vào đi nha mọi người nhá và khi mà anh em đăng ký trên cái nền tảng của mình cũng như là anh em đăng ký trên cái đường link của mình thì anh em sẽ nhận ngay được đó chính là 48 đô nha mọi người nhá và 48 đô này thì anh em có thể vào đây anh em làm nhiệm vụ và anh em có thể rút được tiền về là ví điện tử của anh em nha mọi người nhá và từ ví điện tử ấy, thì anh em có thể rút thẳng về ATM và mình sẽ hướng dẫn cho anh em từ A đến Z nhá và bước đầu đầu tiên để có thể kiếm tiền trên cái nền tảng này thì anh em sẽ nhấn vào cái đường link mình để ở dưới phần mô tả video này nhá sau khi mà mọi người nhấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả video này thì nó sẽ ra một cái mục đăng ký tài khoản ở đây thì anh em chỉ cần tạo cho mình một cái tài khoản và đăng nhập cho mình vào cái nền tảng này nhá thì mục đầu tiên đó chính là mục số điện thoại ở đây thì anh em sẽ điền cho mình cái số điện thoại của anh em vào đây sau khi điền xong rồi thì anh em sẽ điền cho mình cái mật khẩu và anh em xác nhập lại cho mình cái mật khẩu như mọi người nhá. Và sau khi mà mọi người đã điền đầy đủ thông tin rồi thì anh em sẽ nhấn mục đăng ký cho mình và anh em đã hoàn thành cái bước đó chính là tạo tài khoản thành công miễn phí trên nền tảng này rồi. Thì sau khi mà anh em đã đăng ký xong rồi thì nó sẽ chuyển cho anh em đến cái phần tải app nhá. Anh em sẽ nhấn vào thì nó sẽ cho anh em một cái tệp APK như thế này để anh em có thể cài đặt ứng dụng này về máy nhá. Ở đây thì anh em sẽ cài đặt cho mình ứng dụng này và anh em lấy cái tài khoản vừa anh em đăng ký, anh em đăng nhập cho mình vào ứng dụng này nhá sau khi mà mọi người đăng nhập xong rồi thì đây mọi người có thể nhìn thấy thì đây chỉ là cái giao diện của cái nền tảng này và như đầu video thì mình có nói thì đây là một cái nền tảng kiếm tiền và khi mà anh em đăng ký trên cái đường link của mình thì anh em sẽ nhận ngay được đó chính là 48 đô nha mọi người nhớ anh em sẽ nhìn được cái số dư của anh em ở đây này này ở đây ấy tiền này thì anh em chưa rút được ngay đâu anh em sẽ vào đây anh em nhấn mục tác vụ này này anh em làm nhiệm vụ cho mình nha mọi người nhớ vừa nãy thì mình đã làm rồi khi mà anh em làm xong rồi thì anh em sẽ nhận được cái số tiền của ngày hôm nay cho mọi người nhá mình đã làm xong rồi và cái thu nhập của ngày hôm nay mình nhận được là 0,6 đô rất là ngon luôn ngoài ra thì anh em sẽ nhấn mục tôi ở góc của màn hình bên tay phải nhá ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy tên tài khoản của anh em Mã mời cũng số dư và thu nhập của anh em ở đây Ở đây thì cũng có cái phần nạp tiền rút tiền hóa đơn quỹ và phần dịch vụ Thì những cái phần này thì anh em có thể nhấn vào và xem cho mình nhá Ngoài ra về cái phần đó chính là thông tin cá nhân Anh em sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví rút tiền của anh em ở đây nhé mọi người nhá Địa chỉ ví rút tiền USDT TLC20 mọi người ạ Anh em có thể dùng ví chun cũng được Hoặc là anh em có thể dùng sàn này cũng được nhá Tùy anh em luôn Đấy thì anh em sẽ dùng cho mình cách đó anh em mà thêm cho mình địa chỉ phí vào đây nhá sau khi thêm xong rồi thì anh em có thể làm nhiệm vụ như vừa nãy thì mình còn nói ngoài ra thì anh em sẽ nhìn đến mục vip ở đây đúng không khi mà anh em đăng ký trên cái đường link của mình ấy, thì anh em sẽ nhận được vip một à vip không nha mọi người nhá và công việc hàng ngày thì sẽ là hai và mỗi một ngày thì anh em sẽ kiếm được đó sẽ là không phẩy sáu đô nha mọi người nhá tức là được hơn 10 k một chút mọi người ạ ngoài ra thì có cái gói vip một vip hai vip ba vip bốn vip năm vip sáu thì cái giá trị của những cái gói này thì anh em có thể nhìn thấy đây này Đó, thu nhập cũng rất là cao luôn Ví dụ anh em muốn uh, đầu tư một trong những gói này đúng không Thì anh em có thể, một là anh em có thể nhấn mục tham gia ngay bây giờ Hai là anh em có thể uh, nhấn mục nạp tiền ngay cho mình nhá Và đây thì anh em uh, chọn cho mình cái số tiền muốn uh, nạp Tối thiểu thì sẽ là 100, tối thiểu thì uh, sẽ là 10 đô cho mọi người nhá Anh em muốn nạp bao nhiêu tùy anh em Rồi anh em nhấn mục nạp tiền cho mình nhá Và anh em nhấn mục có cho mình thì nó sẽ chuyển cho anh em đến cái phần địa chỉ thanh toán đây này, này. Anh em sẽ sao chép lại cho mình cái địa chỉ này và anh em vào ví điện tử nhá. Đấy, anh em vào ví điện tử của anh em. Anh em mà chuyển tiền cho người ta cho mọi người nhá. Đấy. Copy địa chỉ ví thế này. Đó. Và anh em dám vào đây. Đây, mình sẽ làm lại cho anh em nhé Mình copy nhầm địa chỉ. Đây. Anh em sẽ có cái địa chỉ ví này, sao chép địa chỉ đó. Và anh em điền số tiền. Đó, 100 rồi anh em tiếp tục gửi cho người ta nhá khi mà anh em gửi tiền xong rồi thì anh em quay lại đây anh em nhấn vào mục hoàn tất quá trình nạp tiền anh em sẽ đợi nó một chút nữa tiền nó sẽ vào app cho anh em và khi mà đã có tiền rồi thì anh em có thể nâng cấp cho mình gói này cho mọi người nhá hoặc là những cái gói khác khi mà anh em nạp tiền vào đây anh em muốn nâng cấp gói nào thì anh em nhấn vào và nâng cấp cho mình nhá ngoài ra thì anh em có thể đi mở bạn bè ở đây thì anh em sẽ có một cái đường link đi mở bạn bè và anh em chỉ cần copy lại cái đường link này anh em đi mở bè cho mình nhá khi mà anh em mở nhiều bạn bè đúng không và cấp dưới người ta có chơi thì anh em sẽ được hoa hồng cho mọi người nhá và lưu ý cho anh em một chút khi mà cấp dưới của bạn được nâng cấp ấy thì bạn sẽ được nâng, cấp 2 đó và hoa hồng thì nó sẽ chia ra là ba cấp độ cấp một cấp 2 cấp 3 cấp 4 cấp 5 cấp 6 thì những cái hoa hồng anh em nhận được thì sẽ là 3 phần trăm hai phần trăm và một phần trăm cho mọi người nhá lưu ý là vip không thì sẽ không nhận được hoa hồng đó cấp dưới anh em nâng cấp thì anh em mới nhận được hoa hồng nha mọi người nhá và khi mà đã có tiền rồi thì anh em sẽ nhấn mục tôi ở đây thì sẽ có phần rút tiền nhá anh em sẽ điền cho mình cái số lượng muốn rút anh em muốn rút 48 thì điền là 48 phí sẽ là 15 phần trăm và anh em điền cho mình cái số điện thoại của anh em ở đây và anh em điền cho mình cái mật khẩu rút tiền và anh em gửi đi nhá mọi người nhá lưu ý cho anh em một chút là vip không thì anh em không thể rút được tiền mặt một trở lên thì anh em có thể rút bất kỳ lúc nào cũng được nha mọi người nhá và không thể rút uh, quỹ dùng đó và cái phí cố định thì sẽ là 15 phần trăm khi mà anh em rút tiền thì tiền nó sẽ về trong vòng 24 giờ đó và lâu nhất thì sẽ là 48 giờ nha mọi người nhá nếu mà tiền mà không về sau hai ngày thì anh em có thể liên hệ để chăm sóc khách hàng đây dịch vụ và liên hệ để chăm sóc khách hàng nha mọi người nhá đấy thì anh em làm muốn chơi con app này đúng không link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha mọi người nhá ok thì có lẽ video của mình cũng đến đây là kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình nếu thấy video của mình hay để cho mình một like và một đăng ký nhá ok thì cảm ơn tất cả mọi người